97, 12 tuổi 11. Dù bệnh viện biết thì ba má thì thuộc là ở Lâm Đồng 30 thuộc mà không có nhà. Thì chết queo. Tại không biết mình chết. Ở làng thì cũng có ông thầy làng á, ổng nhai xả rồi nhả diễm nhát vô họng, ổng cạo gió cắt gió thì mình không biết. Nhưng mà lúc đó thì phụ chỉ biết á là hồn thì phụ nhìn vô cái xác sư phụ. Nhưng mà xung quanh á của sư phụ là một đống đứa nít, nó vui mừng, đứa này kéo tay kéo chân, phải không? Thì quá trời đông nít luôn. Rồi cái mà sư phụ không biết, không biết làm sao nữa, mình biết là mình không có thích đi theo mấy thằng nít này, thằng nít nó kéo nít. Thì lúc đó thường mới nhặt trở về cái xác, thì cái đó là thiệt, chứng minh ở thế giới vô hình đó nó có một đống người lúc nào cũng đang trực chờ sẵn sàng để mà đón tiếp các con á. Không tin nữa ra nằm thử ngoài này đi, ở đây thì mấy vị thần cho tạm canh đấy, ngoài kia ở nhà nó có đó. Cửu quyền mình cũng vậy, họ đông lắm, họ kéo. Thì lúc đó sư phụ chỉ biết là những người này trong cái tiềm thức của mình á, mình bị chết mà bị trúng gió mà chết thiệt đó. Thì lúc đó mình mới có cái nhìn được, thấy cái đó mà thấy mặt họ rõ luôn, mọi người kéo cái giống như là vui mừng vậy. Ồ bữa nay giống như chạy tị nạn phải không? Hồi xưa thụ vô chạy tị nạn xong qua đó là người ta đứng ngoài trước cửa ổng chạy, người ta chờ một đống người vô, coi có người quen không đó, vượt biên mà coi có người vượt biên ở sớm mình qua không. Thì cái dạng này cũng y như vậy đó. Khi cái hồn sư phụ mà rời khỏi xác thì một đống người níu kéo mừng vui rồi. Đó là một lần. Cái lần mà lúc mà sư phụ là đã là thiên tử rồi, biết rồi, thì thiên ma nguyên cái bầu trời của cái Bắc Kali này nó quýnh sư phụ. Cái đêm đó hồn rời khỏi xác, sư phụ cũng đứng ngó. Lúc đó mẹ Phật Bà Hồng Âm mới xuống, rồi còn ông Thổ Địa là ở trong nhà phụ á, ông nói bữa đó thái tử bị nó quýnh. Tại phụ thấy nguyên cái bàn tay khổng lồ bóp cổ cho phụ mà, nó đâu có dừa đâu, dừa đó. Thì thăm đôi hiện đó, trời ơi thần cũng bò theo thái tử. Tại lúc trước khi cái hồn người phải xác dù còn bò được, nó quýnh một cái là từ nằm trên giường, cái giường cao cái này rồi văng xuống đất đó con chết. Đêm đó cái bò bò vô cái lấy nước, cho nên nhà nào mấy con á cũng phải để cái nước sẵn đó, trên bàn thờ. Thì Phật muốn cứu mình mà Phật là vô hình mà, chỉ có nước lẹ là Phật bỏ thuốc vô cái nước. Thuốc là thuốc cam lồ, nước cam lồ gọi là thuốc. Chứ thì con không có cúng nước. Thì lúc mà con khẩn cấp con lấy gì con uống, con lẽ con lấy cái chậu bông uống hả? À? Nhà nào cũng phải có cái chai nước để sẵn. Thì lúc đó bà sư mẫu hình như bữa đó bà có kỳ, thì bà ngủ có phòng xa lắm, mỗi lần bà có kỳ là bà đi nó canh cũng hay lắm nghe. Mình cái bộ trong phòng mà bò từ cái phòng master mà đi ra, mình biết là vợ mình ở bên kia, đã có hai người thôi, mấy đứa nhỏ xíu à, bò ra. Thì lúc đầu thì bảo cũng biết mà ông Thổ Địa không cũng bò theo nữa. Lúc đó thì biết chứ là không phải là người thường mà nó còn quýnh. Thì lúc đó ngất đi thì nhìn lại thấy cái xác. Cho nên lúc nào khi mình chết á, all the time mình cũng nhìn lại được cái thân của mình hết. Cái đó thì một kinh nghiệm hai lần mà không biết khoa học nó có dạ có cũng nghe được mình biết rõ luôn á, mình biết là tao muốn chết, tao còn nhiều chuyện nó làm á, mình biết đó. Cái đầu của mình á rất là bình thường, biết là chuyện qua mình còn làm gì nữa luôn á. Mà biết mình rời khỏi xác là mình chết, có nghĩa là mình tu đến cái level là mình biết control đủ mọi thứ á. Có những người đâu có biết, vừa rời khỏi xác không biết đọc kinh á là bị nó kéo đi là đi luôn á. Nó giả bộ là ông nội bà ngoại, giống như mình gái 18 mà dưới quê mà lên bị dụ vậy đó. Cho nên tu quá là để học khôn, để mà sử dụng trong lúc đó, chỉ lúc đó rồi mình chỉ có đi về trời thôi con. Tại cái thằng hồn nó khôn ngu là ngay chỗ đó, còn muốn khôn hay là muốn ngu là ngay bây giờ phải học, đúng không? Học là gì? Học là đọc kinh, là học. Tôi thường nhắc nhở là thân người nó quan trọng là cái lúc này nè, phải đọc kinh. Cho nên đệ tử này mà giờ này mà đọc được Lăng Nghiêm còn nhớ là có phước. Cho nên trở lại là cho hộ nói hồi xưa mấy con trước khi gặp Thiên Ông Sơn,
Trời ơi, đứa nào đứa nấy như gái như quê một dính phẹn đó. Giờ đứa nào cũng mặt mày chú đã đi thuộc lâu lắm rồi, tin mẹ cũng thuộc lâu rồi. Nhưng mà con giỏi, nhiều người đâu có làm được. Tin đăng nghiêm thì chưa mấy thuộc hung. Bao nhiêu người làm được, nhìn lại đi, cho tuổi này không phải dễ đâu đó nghe. Mà đọc sai chữ có bị tội không sư phụ má? Không, sai không có bị. Trong kinh đó, người ta đọc đọc chữ không mà. Mận nó đi về trước hay không đó. Về lo cho con chồng. Mấy ngày này ở đây lâu lắm đừng lo. Thế nào bạn cứ việc tự nhiên đi về chứ. Về coi clip cũng giống nhau. Lo thầy chờ cái hồi ấm mặt một chút. Mang cái sắc phàm á, một ngày ngộ trước, một ngày ngộ sau nó khác. Thí dụ bữa nay con nhận cho hộ, là cho hộ dễ giấu mà đâu biết. Hình hờ nay tối nay cái bị Covid kẹt cho. Có phải là được cho hộ cúng về trời không? Còn á, còn lưỡng lự nghi ngờ, không biết ông này thiệt giả. Bữa nay gặp ổng mà còn cương cương quá không? Tối nay bị Covid chết. Có phải đi đâu? Mất chị lẫn chài, mất xa phàm, mất luôn cái hồn nữa. Tại cái hồn đó đi theo cái nghiệp. Thù giải được cái nghiệp con cho có gì chút chút nữa. Giải nhiều. Cho nên chậm hay muộn cũng vậy. Nó y như là con trâu vậy thôi. Trâu nào đi chậm thì uống nước gì không biết rồi. Đúc. Cách đây mấy tháng con ngủ nằm trên con ngủ còn mơ màng màng con thấy hai cái dòng hai cái dòng con trai vậy sư phụ, mà nó nói chuyện nó nhỏ nhỏ, nó nói mà con nghe nó nói là cái con nhỏ này nè nó có cái gì hộ pháp mà ở trên trời á, nói vậy á sư phụ. Thì con thấy hai nó nói lén đi vào một người nhìn cái bóng hai người á, nó nói ngủ nói, thấy à? Dạ con ngủ chưa ngủ mà mơ mơ màng màng á, con thấy hai cái dông nó nói. Thì con niệm Phật xong thì lúc đó là con không còn gì nữa hết, đi cấp cứu luôn. Nhà con phải gọi nàng quanh quanh đi cấp cứu. Thì Di vừa vô cấp cứu xong rồi là bác sĩ nó ok, không có gì hết. Thế là con bị bệnh ha? Lúc đó con ngủ bình thường, con thức dậy con uống nước xong con ngủ lại. Thì con tự nhiên trong chim bao con thấy cái hai cái người hai. Tại sao con lại đi vô nhà thương? Thức dậy con đứng con thức dậy với tự nhiên con chóng mặt, con mắt ối, con không đi được luôn. Con kiệt sức luôn. Cái gọi nhà thương. Thế là nhà con mới gọi Na Quan Quan. Thì đó, thì thiên tâm á. Dạ. Thiên tâm nó có màu nhiệm đó mà. Cho nên ngày hôm qua có đứa đệ tử làm nhắc, cứ đem những cái chuyện màu nhiệm thiên tâm đem lên. Thôi không muốn dơ duyên kiểu đó. Anh nay là những người nào tin tức là tin, không tin là không tin. Họ không tin cho phụ là Chúa Thượng Thái Lâm thì mãi mãi họ sẽ không tin. Giàu cho phụ có quá thân làm Chúa Giê-xu rồi bay lững lững, họ chỉ nói là họ hên hay là không biết. Khi cái tâm của người ta mà đã có cái ngã đó, biết ma quỷ nó cũng biết được. Tại vì trong kinh Phật mấy anh thầy cũng thường nói cái đó. Cho nên khi là họ không tin, họ làm kiểu nào họ không tin. Còn thà cứ thật như bây giờ mà. Tin không tin là lỗi tại ngươi, không có nhìn cái hành động. Cho nên không phải là bây giờ Bồ Tát hay là Phật chúng trần phải cần có thần thông biến quá mà để mà độ chúng ta. Mấy vị nói làm cái đó họ càng không có độ được nữa. Tại vì không có cái độ được là cái những lời nói này, những cái máy phim, những cái câu mà mấy đứa ngắt ra rồi nghe một cái khoảng khác. Cái lương tri của họ đó, nó cũng có những lúc là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có những lúc họ gặp những cái chuyện trong cái ngày đó và họ trầm tư, họ bật thình lình nghe được khúc vô ngăn quay thì là đứa đó độ được cái người đó. Còn bình thường cũng như vậy mà nó khác cái dây, khác giờ, khác ngày, không có đủ duyên thì họ nghe họ cũng chất quốc. Chứ Phật trời Bồ Tát thánh thần không có cần làm những cái thần thông biến hóa. Sư phụ xin giữ lắm á.
với cha, Thích Long mới hiện ra hình mày cho mình, đã là trái với cái luật trời và đất rồi, để mà có một chút xíu huyền diệu. Nhưng mà mấy vị rất là hiện hữu, mấy vị sống phụ từ thời thường mới sanh thì lúc đó thường chưa có biết mấy, nhưng mà mấy người lớn thì thấy rồng ba. Nhưng mà đến lúc mà sư phụ biết rõ là sư phụ là lúc mua núi này thì sư phụ cũng có đi nói với những Phật tử, càng nói họ càng ghét đồ, thì sư phụ mới nghĩ ra cách không biết làm sao để cho độ được. Thì sư phụ mới xin, thì Thích Long mới cho những cái hình mà mình chụp bây giờ đó trên mây. Nhưng mà sư phụ cứ nghĩ là mình có mấy hình này chắc chắn mình nói ai cũng tin rồi đó nghe. Càng có hình chừng nào họ càng không tin nữa, họ còn nói cái ông này điên, lâu lâu thấy cái hình giống rồng á. Nghĩa là mấy người trong hãng vô hộ á, mấy người thân vô bộ không á, từ đó thường mới rút kinh nghiệm. Nó không phải là do cái, do không phải là do họ không cố gắng, mà do cái tâm của họ còn u mê. Rồi mẹ cũng nói hồi xưa, mẹ nói con á, phải nước nhiều thì thấm đất. Sau này mẹ nói cái câu là xương, giống như xương xương cái sư phụ, bữa sư phụ nói là xương xương hồi xưa xương nhiều lắm, còn bây giờ mẹ nói phải nước nhiều nữa, cái là lục luôn á, mưa dầm thấm đất. Thì dầm làm sao mình sư phụ làm nổi cả một cái nước Việt 100 triệu người, thì cũng nhờ những cái đứa họ thiên mà nó hiểu được. Ở bên Việt Nam thì mỗi đứa làm mỗi kênh YouTube, TikTok là đi là đổ được, thì đứa nào cũng có phước, đâu phải một mình sư phụ làm nổi. Thì từ đó nghe mỗi một cái khoảng đứa nào mà nghĩ cái gì mà hay á, cái nghĩa nếu như nãy giờ mình nói tùm lum sư phụ cũng chả biết nhớ là nãy rồi nói gì nữa, nhưng mà lúc về coi lại cái nào mà nó có ý nghĩa đó, nhắc ra khúc chỉ cần một phút hay là hai phút đó, mà đúng ngay cái khoảnh khắc của một người đúng như đó, người ta tin, tức là ta tin đó. Nhưng mà trong tương lai, cái mà họ tin lẻ nhất là ngày sư phụ về nước, là họ không tin, họ cũng phải tin thôi. Thì cái đó là cơ trời, là đâu còn để nói nữa. Lúc đó cả đám sắp hàng trên hỏa thiên, không biết sư phụ có cái tài dễ không nữa. Thì nó cũng muộn mà. Con thấy là phải có tin sư phụ, giống như bữa con bị đụng xe á sư phụ, cái đầu con thấy rõ ràng nó rớt xuống đất rồi nó lên trời, rồi nó rớt xuống đất rồi nó lên trời, mà con thấy là sao con không có bị lắc qua hay lắc lại hay là gục tới gục lui gì hết. Rồi con bò chui ra con cũng thấy hỏng tay, con cũng không bị gãy hay là chảy máu, mà ngày hôm sau con cũng không bị đau cổ luôn. Con đi nhà thương chắc chụp hình rồi này kia nó không bị gì hết. Có phải là cha mẹ hay là chư thiên độ con không, mà nên con bị đụng xe, cái xe con nát bấy mà con không bị gì hết. Đó là số là mấy gì hộ pháp của sư phụ. Tại vì khi mấy con mà giao duyên sư phụ là Thích Long, Bạch Long, Thân Thần với mấy chư thiên tướng nhiều lắm, với mấy chư thiên xung quanh mình trên núi đã coi con giống như người bạn rồi, quen mặt rồi. Mấy gì độ lẻ nhất, tại mấy ông đang ở cái thế gian của chúng ta. Giống như bà Thua Già với Phật Mẫu, bà bị năm rồi mấy trận, mấy gì nói không có, mà nằm trong cái góc của thiên đình với Long Cung, sức mấy bà sống nổi. Rồi ông Học nè, không có, ông lì lắm, ông không có giúp cái núi mình, không có là quản lý cái núi, là ông cũng đã đi đòn rồi đó, lật chiếc xe kiểu đó, cái ốc. Con mắt ông phù như cái con bóng bự này, thường sợ là bể tại máu nó bơm lên rồi, nhưng mà không nứt, không có nứt sọ nữa, đập cái đầu lộn xe lật xe nữa. Cho nên trên núi mình rất là nhiều chuyện nhiệm màu. Còn những cái người mà mấy gì nói mỗi lần mà có thời cũng bích Việt Nam ấy, thì người ta lúc đó sư phụ thường dọ điện thoại đó, tại mình cũng biết mình cũng rảnh cho bao nhiêu về vô bận. Bây giờ nhắn tin sư phụ là đét hết, từ Viber cho tới phường chủ cũng không trả lời, ai nói trả lời nổi đâu. Thời đó thì không trả lời, chỉ cần có cái hình có cái tên, cái phụ dương cái điện thoại ra phụ để trên tay nè, nhờ mấy vị giúp là Nguyễn Thị Lan này nha,
đang nằm trong nhà thương ở bệnh viện gì đây, ở Chợ Rẫy, như tuổi này 47 tuổi đại khái. Thì mấy vị nghe là mấy vị, nhưng mà phải có cái location thì mấy vị mới xinh đẹp đi được, phải không? Giống như điện thoại phải đúng số 10 số vậy đó. Bà Nguyễn Thị A ở điện đang nằm bệnh viện Chợ Rẫy đang bị Covid, mấy vị gia hộ dùm. Tự nhiên bên kia, bà kia tự nhiên hết bệnh. Cho nên có những cái mà ở Việt Nam người ta nói, những cái người mà người ta lên mạng người ta nói chỉ là 1% thôi, còn biết bao nhiêu trường hợp âm thầm được cứu mà đâu có ai biết, chứ người ta không có cơ hội để lên gặp đứa nào nữa, gặp đứa nào mà trên hay biết về Facebook với YouTube đâu có dễ gặp đâu. Nhiều lắm. Con có nhớ là em bạn gì vậy? Vụ bên này không biết, nhưng mà thôi. Vụ lúc mà nó ngáp chết rồi, thật sự nó lên tin tức mình mới biết. Chứ trước đó chừng 1-2 ngày mà có một người nào chỉ cần xin giùm cho nó thôi, sư phụ xin cho nó được. Mà khổ cái không có ai xin giùm, sư phụ không có thể tự động làm được. Sư phụ cũng mong có ai nhắn tin để mà sư phụ xin giùm á, mà không biết sao nữa. Rồi đến nhà rồi coi là tại vì giống như bây giờ, tại sao mình có là thỉnh nguyện thư cho cha mẹ để cho phụ về Việt Nam thì cũng y như cái dạng đó. Tại trời Phật là cần con phải lên tiếng trước, thì muốn cứu con phải lên tiếng trước, hiểu không? Muốn trả nợ thì con làm hết trơn à. Mà lúc đó không ai xin hết trơn, nhưng mà có những người xin thì phụ lại làm được. Tại vì sao? Về phần tâm linh á, không có bị mấy gì, nó là nhiều chuyện. Người nào có nghiệp đó, tự nhiên người ta không sinh cũng đi ấy nữa. Còn sinh thì sư phụ cũng bị mất đi. Ví dụ sinh cái người đó hết bệnh thì sư phụ cũng bị sặc sừ mấy ngày vậy đó. Nhưng mà một cái mạng đổi với một cái sặc sừ mấy ngày thì đâu nhầm gì. Thật sự mà 1 triệu người hết bệnh, sư phụ sặc sừ hoài á, cũng chẳng có gặp ai, cũng chẳng có lên mạng nói được. Ngày nào cũng bị bệnh lại hết. Cái gì nó cũng phải có một chút xíu của sư phụ đổi lợi khi mình khấn cho ai, chứ không phải mình muốn khấn ai cái là tự nhiên là người đó hết bệnh mà mình không bị gì đâu. Trả tiền giùm thì cái nhà bạn không phải xuống. Thì đó thì Nhung không có ai xin hết. Mà đến nghe nó chết mình cũng buồn. Cái mình mới hỏi lại thì ra là nó đi nó làm những cái chuyện tạo nghiệp mà ở ngoài đời người ta không có biết nhiều lắm á. Mấy vị nói nó đúng là nó sống 70 mấy tuổi chứ nó không phải chết sớm. Hay á là không sư phụ, nhưng mà biết Đức Thầy có nói hòa hảo cũng có hòa hảo giả, cho nên Đức Thầy có nói là chớ nóng nảy sân si hư việc, phải để thời vô kiệt hồi quý. Mà nói rõ cái tên kiệt là chữ ca, chứ đâu phải là anh hùng hào kiệt. Anh hùng kiệt đâu có cần là chữ hoa đâu. Cho nên kinh điển của hòa hảo á là tên đúng không, tiếng Việt Nam mà. Mà thời xưa mấy người bên hòa hảo người ta đâu có hiểu là kiệt là ai đâu. Nó hôm nay hiện ra rồi vậy mà nó cũng cần chờ chờ, mà nó biết luôn cái nó lái nó ở này là anh hùng học kiệt. Vậy mà cũng có người nghe tụi nó không, thấy nó vô minh không? Mà Đức Thầy nói rõ luôn, cũng giống như ông Chặn Trình, ông nói cái gì, có câu gì ta, câu gì thường mới vậy. Vì khi Chúa vững ngai vàng sải mới yên, rời ngay cảnh tục trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết não phiền. Trích đoạn Nguyễn Kinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, trích trong bài Trao Lời Cùng Ông Tảo vậy đó. Nghe là có cái câu Chúa vững ngai vàng sải mới yên, câu này chủ khoái. Sư phụ mà Việt Nam mà nắm quyền trước tiên á là mấy ông thầy quốc danh á, một bên á thầy đọc kinh phải không, Lăng Nghiêm đồ không, tức là tu thiệt thì có lời tu. Một bên á thầy để cái áo mà chú rể cho mấy ông về cho tôi cho ông tự cái còn
lỡ mà bê đê nào đám cưới. Cho nên cái đạo là phải xử trước là tới lễ văn hóa đó, chú ngự nghe vàng sải mới yên. Đức thầy ngày xưa làm gì mà hiểu được mà sắp cơ bây giờ đã rõ không? Ai là chúa mà ngự nghe vàng sải mới được yên, cứ nghe là chùa mới được yên, không có còn gọi là thời tận tận thế mạt pháp này nữa. Chúa ngự nghe vàng sải mới yên. Chúa chưa về ngự nghe vàng thì đó là cứ đem tóc giả tới cỏ tới hù người ta vậy đó. Vừa lấy tiền vừa ở ngoài ngoài Bắc có những cái nơi giống như đền Hùng đồ cúng, con thấy họ tin gì đó khủng khiếp luôn, đốt nguyên cái chiếc xe hơi bự hay là làm cái gì á, nghĩa là cái kiểu tin gì đó không hiểu, bởi vì cái giới luật thứ mấy của đạo Tiên Tâm mình á không có mê tín là mấy vụ đó. Chuyện thiệt thì không tin, mà tin những cái chuyện không có gì à. Không có thiệt. Bảy giờ 36 đủ chưa, đi về.